Lê Phú xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay các bạn cùng mình vào bếp làm cái món chả trứng chay nha. Thì món này mình làm cũng khá là đơn giản, nguyên liệu thì lại dễ tìm. Làm xong thì chả có màu sắc bắt mắt, khi ăn vào thì mềm, có độ béo, những cái sợi bún tàu ở bên trong thì ăn dai dai. Kết hợp lại với lại mộc nhĩ, cà rốt thì mình ăn không có bị ngán. Và món chả này thì mình ăn với cơm rất ngon. Và để biết cách làm chi tiết thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với mình. Và để làm cái món chả trứng chay thì ở đây mình sử dụng là 4 miếng tàu hũ, 3 cây nấm mèo nhỏ, một gói bún tàu, nửa củ cà rốt, một ít dầu hạt điều, 5 muỗng cà phê bột năng. Thì nguyên liệu mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Để bắt đầu làm thì mình sẽ đi ngâm nấm mèo trước, các bạn cho vào trong tô nước. Và bún tàu này thì mình cũng sẽ ngâm cho mềm ra. Ngâm xong rồi thì để qua một bên. Và 4 miếng tàu hũ này thì mình sẽ đem đi luộc nha. Thì các bạn có thể làm luôn. Tuy nhiên mình thấy là khi mình luộc lên cái chả nó sẽ có cái độ dẻo và ngon hơn nha các bạn. Và trong thời gian mình chờ đợi tàu hũ chín á, thì mình sẽ đi pha bột năng. Mình cho vô một ít nước, vừa đủ pha cho bột loãng ra là được. Và bột thì mình cũng đã hòa tan hết, thì bây giờ mình cho hết qua bên cái chén dầu hạt điều. Cho vào rồi thì mình trộn đều và cũng để qua một bên nha. Cái này một lát nữa thì mình sẽ cho lên trên mặt. Và tàu hũ thì mình cũng đã luộc cho chín rồi, tiếp theo thì mình để qua một bên. Bún tàu và mộc nhĩ thì mình cũng đã ngâm cho nở hết rồi. Thì bây giờ mình dùng dao mình cắt nhỏ ra. Bún tàu thì các bạn chớp khúc như vậy. Cắt xong thì cho qua bên thao. Và cà rốt thì mình thái lát mỏng. Sau khi đã thái rồi đó thì các bạn cắt nhỏ và mình thái hạt lựu nha. Rồi mình cũng cho qua bên thao. Còn mộc nhĩ thì mình cũng cắt tương tự nha các bạn. Những miếng tàu hũ này thì mình chấn làm tươi ra để một lát nữa dễ bóp. Và tiếp theo thì mình sẽ cho gia vị vô, các bạn cho vào một ít muối, một chút bột ngọt. Đường thì mình cho vô là 2 muỗng cà phê. Hai muỗng cà phê nước mắm chay thì mình xài đây là nước mắm hiệu Linh Chi nha các bạn, còn không thì mình có thể sử dụng lá bồ đề. Và khi đã cho vào xong, bây giờ mình trộn đều lại. Trộn xong rồi thì mình sẽ nêm xem là đã vừa ăn hay chưa, nếu mà chưa thì các bạn cho thêm gia vị. Và thau chả thì mình cũng đã trộn đều rồi nè các bạn, nêm gia vị thì cũng khá là vừa ăn rồi. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đem đi hấp. Và để hấp thì mình sử dụng một cái khuôn hình chữ nhật nhỏ này các bạn và thêm những cái chén inox nữa. Mình thoa vào trong khuôn một ít dầu ăn nha, để khi hấp xong thì mình có thể dễ dàng lấy ra. Thoa xong thì từ từ mình cho chả vô. Các bạn có thể xài khuôn tròn nè. Mình hấp một lần một thôi cũng được.
Cho vào thì mình nhớ đè cho nó hơi chặt xuống một chút nha. Ta chả thì mình cũng đã cho ra ngoài khuôn hết rồi các bạn, thì bây giờ mình trộn đều cái chén bột năng lên. Sau đó thì mình múc mình cho vào trong những cái chén chả này. Mình thoa đều luôn nha. Như vậy là được. Cái màu của dầu hạt điều nó rất là đẹp các bạn. Lúc này thì mình cũng chuẩn bị luôn một cái nồi nước sôi để mà đem đi hấp nha. Và nồi nước để hấp chả cũng đã sắp sôi rồi. Bây giờ mình xếp những cái khuôn chả này mình cho vô. Còn một mẻ thì mình sẽ hấp trong vòng là 10 phút nha các bạn. Nếu mà mình đổ khuôn lớn thì mình tăng cái thời gian hấp lên. Và khi đã cho vào xong hết thì mình đậy nắp và sau 10 phút thì nồi chả của mình cũng đã chín. Mình dở nắp ra. Rất là thơm nha các bạn. Màu thì lại rất là đẹp nữa. Mình lấy hết cái chỗ chả trứng này ra ngoài và chờ cho nguội. Và chả thì mình cũng đã để nguội này các bạn. Bây giờ thì mình chuẩn bị lấy ra. Và đây là chả trứng mà mình vừa lấy ra xong nè. Bây giờ thì mình dùng dao mình cắt ra. Bên trong nhìn rất là ngon nha các bạn. Xong rồi thì mình sẽ chấn nhỏ lại. Và chả thì mình cũng đã cắt ra thành những cái miếng nhỏ rồi, màu sắc thì trông rất bắt mắt nha các bạn. Thì để ăn các bạn có thể ăn kèm với lại nước tương hoặc là nước mắm chay cũng đều rất ngon. Và đây là cái phần chả của mình nè, ở đây thì mình sẽ sử dụng cho hơi nhiều miếng chút xíu để cho cái phần chả này nó có cái độ dai á. Màu hạt điều thì mình thấy như vậy khá là vừa chứ không có bị đậm quá nha. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng thưởng thức cái món chả trứng chay này với mình. Và miếng chả khi ăn vào thì mềm, có độ béo của tàu hũ, những cái sợi bún tàu ở bên trong thì ăn dai ngon, kết hợp cùng với lại nấm mèo ăn giòn giòn nữa các bạn. Gia vị thì cũng khá là đậm đà rồi. Thì món này mình sẽ dùng để ăn cơm đều rất ngon nha. Các bạn có thể làm sẵn vào trong những cái chén nhỏ như vậy, mình cho vào trong tủ lạnh, khi nào ăn thì mình chỉ cần hấp sơ lại là được. Và cách làm thì vô cùng đơn giản luôn nha, và chả lại trông khá bắt mắt. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách làm món chả trứng chay rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.